Hello Xin chào tất cả những người bạn rất là tuyệt vời của Huy Cường trên Facebook à, Cường là một nhà huấn luyện và đào tạo về kinh doanh theo mạng và khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời của mình đó là hội tụ huấn luyện và đào tạo 1102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn Cường có nickname là Cường Phu Thủy bởi vì Cường có niềm tin là bất cứ người nào kết nối với Cường đều có được sức khỏe, giàu có, tự do, an lạc và hạnh phúc và hiện tại thì cường đang có mặt tại thành phố đà nẵng mấy ngày hôm nay ở đà nẵng tắm biển nó sáng rồi chiều tối nó cho mình đầy năng lượng đúng là một cái thành phố đáng sống nhất việt nam kiểu gì thì trước sau cường cũng sẽ vào đà nẵng để sống và các bạn hình dung là một ngày cứ bắt đầu một ngày mới mà chúng ta nạp đầy cái năng lượng từ biển đúng không và bơi thì nó, nó vừa thư giãn này nó lại vừa khỏe để xong buổi chiều lại chạy lại bơi trên bãi biển thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe vô địch. À, ngày hôm nay thì ngày đầu tuần cường sẽ chia sẻ tiếp về cái hành trình để sao? từ một người bình thường để chúng ta trải qua những cái quá trình học tập, phấn đấu, rèn luyện liên tục, đấy trải qua các cái cấp độ lãnh đạo để chúng ta phát triển cái năng lực lãnh đạo của mỗi một con người. Vì khi mà cái năng lực lãnh đạo này được phát triển ấy, thì chắc chắn chúng ta làm các cái công việc bất cứ một cái công việc gì thì chúng ta sẽ thành công hơn và thành công hơn rất là nhiều bao nhiêu trong số các bạn, à, bao nhiêu trong số các bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt xuất thì comment nói tôi. Bao nhiêu trong số các bạn à, thích những cái chia sẻ về leadership đúng không? thì comment comment về lãnh đạo thì comment. Đấy, và cường sẽ có rất là nhiều những cái chia sẻ về lãnh đạo để làm sao đấy với một cái mục tiêu là cuộc sống của chúng ta càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đúng. Các bạn. À, nào mà chưa follow Facebook của Cường chưa theo dõi Facebook của Cường thì bấm vào theo dõi Đấy, Cường có một cái kênh YouTube đó là Trương Huy Cường cả nhà hãy đăng ký kênh YouTube Trương Huy Cường để chúng ta có cùng có thể giao lưu cùng có thể chia sẻ Đấy, với nhau được nhiều điều tốt đẹp hơn những người bạn nào mà 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 đang xem cái video này trực tiếp hoặc là xem lại thì cả nhà có thể say hello có thể gửi nhau những cái lời chào ví dụ chúc À, một ngày mới một tuần mới tràn đầy năng lượng chúc một ngày mới một tuần mới vô cùng hạnh phúc chúc một ngày mới một tuần mới rất là tuyệt vời chúc một ngày mới một tuần mới có nhiều niềm vui mới có nhiều dự án mới à, thực hiện được nhiều những cái mục tiêu mới có nhiều những người bạn mới Đấy, và có rất là nhiều những cái thứ mới đó, cả ra có thể à, gửi nhau những cái lời chúc tốt đẹp đó để chúng ta có thể cùng à, bắt đầu cái like này à, xin chào tất cả anh chị em và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ hôm trước thì cường chia sẻ với cả nhà về về cái việc mà cái level đầu tiên, cái cái cấp độ đầu tiên trong lãnh đạo đấy là trở thành là sao rèn luyện để trở thành một cá nhân xuất sắc, đúng không? trở thành một cá nhân kiệt xuất. Thế thì chúng ta ôn lại một chút, một cá nhân kiệt xuất đó là gì? Đó là phải có năng lực tự học và năng lực tự hành đúng không? Còn men rút cường năng lực tự học và năng lực tự hành. Năng lực tự học đó là phải biết cách tự quan sát phân tích và đúc kết ra bài học kinh nghiệm Đấy. quan sát tức là mỗi một cái sự vật hiện tượng ấy nó luôn luôn dạy cho chúng ta một bài học mỗi một sự kiện xảy ra luôn luôn dạy cho chúng ta một bài học mỗi một con người chúng ta gặp luôn luôn dạy cho chúng ta một bài học mỗi một cái chương trình chúng ta đi học một cái cuốn sách chúng ta đọc luôn luôn dạy cho chúng ta bài học Đấy. cho nên là để học được rèn luyện được cái năng lực đầu tiên đó là năng lực tự học và học được cái gì hay thì áp dụng học được cái gì hay thì thay đổi học được cái gì hay thì mình có thể chia sẻ lại đào tạo lại cho người khác được chưa? Cái level thứ hai đấy trong cái cái hành trình để trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất. Đấy là trở thành một cái cá nhân có đóng góp kiệt xuất. Đó, cả nhà comment giúp Cường. Một cá nhân có cái đóng góp kiệt xuất. Đấy tức là có khả năng cho đi, khả năng công hiến, khả năng phụng sự, khả năng giúp đỡ những cái người à, trong cái đội nhóm. Đấy là cái năng lực thứ hai. Và cái năng lực này thứ ba khi mà chúng ta đã có năng lực tự học tự hành chúng ta đã trở thành một cái cá nhân đóng góp xuất sắc thì chúng ta sẽ được trở thành team leader đúng không? trở thành một cái người đội trưởng trở thành một cái người lãnh đạo nhóm trở thành một cái người dẫn đầu một cái nhóm gọi là team leader vậy thì khi với 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 cái vai trò của một team leader này này đó đấy với vai trò của một team leader của một cái người lãnh đạo của một cái đội nhóm ấy thì chúng ta cần cái điều gì để chúng ta tiếp tục phát triển cái năng lực lãnh đạo của mình <laughs> cái cái quan trọng nhất khi chúng ta là một team leader ấy, thì chúng ta cần phải thấu hiểu nó comment giúp cần cần phải thấu hiểu các cái thành viên ở trong đội khi chúng ta trở thành một team leader thì mình cần phải thấu hiểu đúng không? thấu hiểu làm sao đây nói vui là có thể luộc được trái tim và khối óc của các thành viên trong đội nó comment giúp cần khi là một team leader ở cái cấp độ 3 từ cái việc mà mình có cá nhân xuất sắc này rồi mình đóng góp xuất sắc ấy, thì đương nhiên mình sẽ trở thành team leader Nếu như trong công việc nào đó chúng ta được bổ nhiệm hoặc là trong cái công việc phát triển xây dựng đội ngũ thì chúng ta đương nhiên sẽ trở thành team leader Và khi là một team leader, việc của mình là gì? Việc của mình là phải sao? luộc được con tim và khối óc của các thành viên trong team, có nghĩa là sao? chiếm được trái tim và khối óc của những thành viên ở trong team ở trong đội của mình Vậy thì À, làm cách nào để chúng ta có thể chiếm được trái tim, chiếm được trái tim của các thành viên trong đội. À, bao nhiêu trong số các bạn, bao nhiêu số các bạn muốn cười chia sẻ cái cách làm cách nào để có thể chiếm được trái tim ở trong đội của mình thì có thể comment nói tôi và thả tim thả tim. Nên tôi sẽ chia sẻ cái cách làm nào để chúng ta, chúng ta chiếm được cái trái tim của các thành viên trong đội. Thế thì chúng ta muốn chiếm được cái trái tim của các thành viên trong đội thì mình cần phải thấu hiểu nhu cầu của từng thành viên comment giúp cờ thấu hiểu nhu cầu của từng thành viên bởi vì sao à, mình là team leader tức là làm sao mình là cái người bán hàng giỏi nhất cho cái đội của mình đúng không tức là mình phải bán được mình cho cái đội của mình và mình muốn bán được mình cho cái đội của mình thì mình cần phải thấu hiểu nhu cầu của từng thành viên trong đội thấu hiểu nhu cầu của từng thành viên trong đội đấy và có 6 cái nhu cầu chính cả nhà comment giúp cờ nhá cái sáu nhu cầu chính cái nhu cầu số 1 đó là nhu cầu chắc chắn, nhu cầu an toàn, nhu cầu chắc chắn có nghĩa là có nghĩa là đấy là cái những cái nhu cầu về cơm áo gạo tiền đúng không? đấy đảm bảo được có bảo hiểm này đấy đảm bảo có nghĩa là gì? nhu cầu chắc chắn cái nhu cầu này là cái nhu cầu rất lớn à, của à, mọi người và cũng là cái nhu cầu rất lớn của các thành viên trong đội đúng không? nhu cầu đầu tiên đó gọi là nhu cầu chắc chắn Thế thì mình xem là thành viên nào có cái nhu cầu chắc chắn thì mình sao mình giúp họ đạt được cái nhu cầu chắc chắn đó. Cái nhu cầu số 2 đó là nhu cầu không chắc chắn uncertainty. Nhu cầu không chắc chắn đó là những con người người ta thích sao thích khám phá, thích mạo hiểm, thích những cái mới, thích thử thách. Đấy, thế thì những người nào mà thích khám phá, thích mạo hiểm, thích cái mới, thích thử thách là chúng ta đáp ứng cái nhu cầu đó của họ. Chúng ta đáp ứng cái nhu cầu đó của họ ở trong cái tổ chức của mình, trong cái đội nhóm của mình nhu cầu số 3 đó là nhu cầu significant. À đây là cái nhu cầu mà thích khẳng định bản thân, thích chứng tỏ, thích khẳng định bản thân. Đấy, thế thì mình xem trong đội của mình ai là người mà thích khẳng định bản thân. Đấy mình sẽ cho cơ hội à, mình sẽ tạo một cái cơ hội để ra sao giúp cái thành viên trong đội của mình được cái khả năng khẳng định bản thân, chứng tỏ bản thân. Được chắc cả nhà? Đó. Comment giúp cầu nhu cầu số 1 là chắc chắn, nhu cầu thứ hai là không chắc chắn, nhu cầu số 3 đấy là khẳng định bản thân. nhu cầu số 4 nhu cầu số 4 đó là love and connection nhu cầu được kết nối và yêu thương love and connection comment giúp tôi nhá ai cũng thích gì ai cũng thích được kết nối và yêu thương thế là cho nên bạn là một người team leader ấy, thì làm sao có thể kết nối được với các thành viên của mình trao được cái yêu thương cho các thành viên của mình đấy, và đặc biệt phải xem là trong đội của mình ai là cái người có nhu cầu đấy cao họ nếu họ có nhu cầu đó cao ấy, thì thường xuyên mình phải đáp, đáp ứng cái nhu cầu đó. đó, biết cái cách sao hỏi han, kết nối, chia sẻ. Bởi vì bởi vì có những người thì người ta thích một mình. Có những người thì thích rất là thích kết nối và chia sẻ. Đấy. Thế thì ai mà thích cái nhu cầu kết nối, chia sẻ, yêu thương, đó. mình là một team leader thì mình làm sao? Mình phải giúp cho thành viên của mình. Đấy giúp cho thành viên của mình được đáp ứng cái nhu cầu đó lớp and connection kết nối và yêu thương nhu cầu thứ tư đó là nhu cầu phát triển nhu cầu phát triển thế thì mình xem trong cái đội của mình ai thích phát triển cá nhân ai thích phát triển bản thân đúng không? có thể chia sẻ cho họ truyền động lực cho họ tạo cho họ đào tạo huấn luyện rồi cử họ đi học cử họ đi học các cái chương trình phát triển cá nhân phát triển bản thân rồi các cái chương trình phát triển kiến thức vân vân chuyên sâu Đấy, đấy, là cái nhu cầu thứ tư thì mình xem là thành viên nào có cái nhu cầu phát triển cá nhân nhu cầu phát triển nhu cầu số <laughs> nhu cầu số 5 đúng không à cho điểm lại là nhu cầu số 1 là gì nhu cầu số 1 là chắc chắn nhu cầu số 2 là không chắc chắn nhu cầu số 3 là significant tức là là khẳng định bản thân nhu cầu thứ tư là kết nối và yêu thương nhu cầu thứ năm là phát triển cả nhu cầu thứ tư là kết nối và yêu thương nhu cầu thứ năm là nhu cầu phát triển Đấy, và cái nhu cầu thứ sáu của con người đó là nhu cầu được công hiến contribution nhu cầu được công hiến thế thì mình mình xem là trong cái đội của mình ấy, những cái đội của mình ai là cái người mà cái cái tính vị kỷ cao vị cải kỷ, kỷ tức là vì cá nhân ấy, đấy thì họ thì thường là cái cái nhu cầu số uh, 123 với những người vị kỷ nhu cầu số 123 là rất lớn tức là nhu cầu chắc chắn này hoặc là không chắc chắn hoặc là khẳng định bản thân ấy là nhu cầu rất lớn rồi cái người mà vị chủng thì thường là ví dụ nhu cầu số 4, 5, 6 là những cái người mà vị chủng rất là lớn thôi có nghĩa là gì nhu cầu họ được đóng góp cho tổ chức đúng không? vị chủng là vì đồng đội vì người khác vì đồng loại đấy thì mình xem là ai là cái người mà có cái 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 nhu cầu đó là kết nối yêu thương này nhu cầu phát triển này và nhu cầu cống hiến là những thường là những người vị chủng cao đúng không? thế thì ai thích cống hiến đó, chúng ta tạo À, là một team leader mình tạo cái môi trường à, tạo điều kiện cho anh em cống hiến đúng không đấy để họ được sao để họ được cho đi họ được cống hiến họ được truyền động lực họ được truyền cảm hứng vân vân cho tổ chức cho đội nhóm thì sao thì khi đó bạn là một team leader là bạn sẽ chiếm được trái tim của các thành viên trong trong đội của mình nên cho nên comment lại giúp cờ cả nhà comment lại giúp cờ nhá muốn chiếm được trái tim các thành viên trong đội của mình thì số 1 là mình phải hiểu được các nhu cầu ai có nhu cầu gì hoặc là ai có một hai ba nhu cầu gì cái việc số 2 là mình cần phải sao có những cái cách để giúp cho các thành viên nó để đáp ứng được các cái nhu cầu của họ và khi mà mình đáp ứng giúp cho các thành viên à, trong đội mà đạt được nhu cầu ấy, thế thì sao thế thì cái năng lượng tích cực nó rất là cao ấy, và cả đội sao cả đội kết nối với nhau à, yêu thương nhau thì đấy là một cái đội vô địch và đấy là một cái đội vô địch và đương nhiên để trở thành một cái team leader chúng ta cần còn phải thêm nhiều thứ nữa khác nhưng mà một trong những cái thứ mà chúng ta trở thành một team leader giỏi là mình phải thấu hiểu nhu cầu của các thành viên trong team đúng không cho nên cả nhà comment giúp cần phải thấu hiểu nhu cầu của các thành viên trong đội rồi sau đó làm sao sau đó là giúp các thành viên trong đội đạt được cái, cái các cái nhu cầu đó thì khi đó bạn Chiếm được trái tim đúng không? Luộc được con tim Của các thành viên trong đội Và bạn là một team leader xuất sắc đúng không? Trở thành một nhà lãnh đạo kiên xuất. Rồi à, Trong những cái live stream tiếp theo Cường sẽ chia sẻ cái level số 4 Của một cái nhà lãnh đạo kiên xuất. Bao nhiêu trong số các bạn mà hóng hóng đúng không? Comment giúp Cường hóng Cái live stream tiếp theo thì comment giúp Cường Cường sẽ chia sẻ tiếp Trong cái hành trình Cường chia sẻ về Để trở thành một cái nhà lãnh đạo kiên xuất Và những bạn nào mà chưa follow Facebook của cường thì follow nhé, follow, follow và cả nhà chia sẻ giúp cường, chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ giúp cường cái video này, chia sẻ giúp cường cái video này đến cho những người bạn của mình và cường tin là những ai mà muốn phát triển cái phát triển cái khả năng lãnh đạo, cái năng lực lãnh đạo thì nó rất là cần thiết cho mọi người, cho nên là chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ giúp cường, chia sẻ giúp cường cái livestream này và chúc cho cả nhà một tuần mới năng lượng đỉnh cao. Một ngày mới tràn ngập tình yêu thương Và những điều tốt đẹp Và Cường rất là biết ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này Và đã chia sẻ cái video này Đấy Và cả nhà nhớ là Cường có cái kênh Youtube Trương Huy Cường Cả nhà hãy đăng ký trên đó Có rất là nhiều những cái chia sẻ Đặc biệt là những bạn thích phát triển cá nhân Thích kinh doanh theo mạng Các bạn có thể đăng ký cái kênh Youtube Trương Huy Cường chúng ta sẽ cùng giao lưu Chia sẻ với nhau được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa và Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn Chúc cho cả nhà À, ngày mới năng lượng đỉnh cao và cuộc đời luôn luôn vui vẻ hạnh phúc xin chào bye 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 bye, bye cả nhà bye bye